anh thấy quả táo nhìn mà khi mà lên hình thì nó cũng khá là lớn đúng không? Đấy. Nhìn rất là ngầu. Okay. Nếu mà cầm nó mặt lưng nó sẽ như thế này ha. Đó, rất đẹp nha anh em. Đấy. Chơi game sẽ như thế này. Đó. Hello và xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Trên tay mình đây là một mẫu quạt tản nhiệt, lại là một mẫu quạt tản nhiệt mới đến từ nhà Memo. Đây, logo Memo anh em có thể thấy là quá quen thuộc rồi đúng không? Trên tay mình đây là một chiếc CS01 phiên bản quạt tản nhiệt sò lặn dành riêng cho những dòng máy iPad nha anh em. iPad hoặc điện thoại đều có thể xài được, nhưng mà mẫu này thiết kế chuyên để dùng cho iPad. Và em này sử dụng công nghệ làm lạnh bằng sò nóng lạnh, cũng như là hít lên iPad hay điện thoại của em bằng nam châm nha. Đó. Thì anh em có thể biết là cái xu hướng thiết kế bây giờ nó hơi hầu hết nó thiên về nam châm. Anh em có thể thấy đơn cử như là iPhone á, có cái dòng MagSafe, tức là những cái sạc mà hít lên thẳng điện thoại á. Đấy. Thì những chiếc quạt tản nhiệt bây giờ nó cũng thiết kế nam châm tương tự như vậy. Và anh em thật sự là không cần phải sử dụng những cái kẹp hay là gắn lên điện thoại hay là kẹp lên nữa. Mà chúng ta chỉ cần in cái quạt tản nhiệt vô mặt lưng của điện thoại hoặc iPad là anh em hoàn toàn có thể sử dụng và chơi game một cách rất ngon lành rồi. Ok. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mẫu CS01 này cho anh em, phiên bản quạt tản nhiệt mới nhất của nhà Memo. Rồi, mình sẽ đập hộp luôn nha anh em. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy phía bên dưới ra để cho anh em xem có phụ kiện gì hơn. Chúng ta sẽ có một xác nhận sử dụng nè. Có tiếng Anh nha anh em. Đó, anh em hoàn toàn có thể tham khảo những thông số kỹ thuật cũng như là cách sử dụng. Rồi, dưới đây chúng ta sẽ có những cái miếng dán như thế này. Chúng ta sẽ có 3 miếng. Thì công dụng của những cái miếng này làm gì thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho em cách sử dụng. Em sẽ không một luôn để em có thể hiểu ha. Rồi, sẽ để ra nha. Chúng sẽ có một cái cáp sạc Type-C nha anh em. Đấy. Thì em này cũng không sử dụng pin nha. Hầu hết những mẫu sò lạnh bây giờ trên thị trường á đều không sử dụng pin. Anh này phải cắm sạc trực tiếp để có thể hoạt động nha, cũng như để có thể cho được cái hiệu năng tản nhiệt tốt nhất có thể. Rồi, mình sẽ để phụ kiện qua bên nhé. Mình sẽ lấy CS01 ra cho anh em coi. Đây, em có thấy là chiếc quạt tản nhiệt chúng ta rất nhỏ gọn nha. Nó có thiết kế cũng rất là gaming, khá là ngầu. Vẫn là những cái khe tản nhiệt xung quanh để có thể giúp cho việc tản nhiệt tốt hơn này. Tản nhiệt khí ở trên. Bên dưới này á, anh em có thể thấy này, đây. Đây là cái mặt tản nhiệt sò lạnh của em nó. Thì cái thiết kế cũng như cái chất liệu á, anh em có thể thấy là hoàn toàn tương tự như DL05. Đây là cái chất liệu có thể tản nhiệt tốt ở trên mọi loại mặt lưng, từ kim loại, nhôm cho tới mặt lưng cứng. Đó. Thì những cái chất liệu đó thì cái thiết kế này và cái chất liệu này nó sẽ giúp cho việc tản nhiệt tốt hơn, sò nóng lạnh hoạt động ok hơn. Và máy của anh em sẽ giảm nhiệt ngon lành hơn nha, so với những mẫu tản nhiệt mà cái mặt lưng tiếp xúc là kim loại á. Mặt lưng tiếp xúc là kim loại thì nó chỉ tốt cho những cái máy mà mặt lưng kim loại thôi. Còn cái chất liệu này á, thì hãng Memo họ đã nói là chất liệu này sẽ phù hợp nhất cho mọi loại mặt lưng của iPad hoặc điện thoại của anh em. Ok. Rồi, thiết kế cũng khá đơn giản như vậy thôi. Và em này bên trong cũng có trang bị đèn LED RGB nha anh em. Vẫn có đèn LED RGB trong này rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho anh em cách sử dụng em CS01 này trên một chiếc iPad nha. Thì đây mình có một chiếc iPad đây anh em. Đây, mình có một chiếc iPad khá là lớn. Và mình sẽ dùng em CS01 này, mình kẹp lên mặt lưng, in lên mặt lưng của chiếc iPad của mình để giúp cho nó tản nhiệt và chơi game không bị nóng. Thì cách sử dụng như thế nào, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em luôn ha. Ok, thì rồi bây giờ á, em sẽ lấy 3 cái miếng lúc đầu mình lấy trong hộp ra. Em có thấy chúng ta có 2 miếng trắng, 1 miếng đen. Đây là một miếng kim loại nha anh em. Em có thể biết đây là một miếng kim loại dùng để cố định chiếc CS01 trên mặt lưng của điện thoại iPad. Đó. Thì anh em lưu ý nha, mình không nên in miếng này lên trước nha, không nên bóc ra và in lên thẳng lên iPad, vì nó sẽ có keo và nó sẽ rất khó để gỡ ra khi mà anh em muốn thay đổi thiết bị hơn. Thì hãng đã trang bị cho anh em 2 cái miếng hit này. Đó. Thì sẽ dùng cái miếng hit này trước để mình in lên mặt lưng của iPad trước, và sau đó thì mình mới dán cái miếng kim loại in lên miếng này nha anh em. Mình sẽ làm cho anh em dễ hiểu. Đây, anh em có thấy ha. Thì cái cơ chế hoạt động của cái miếng này nó tương tự như là cái miếng dán màn hình đó anh em. Thì em hít sát vô mặt lưng á thì nó sẽ kín không khí và nó không bị bung ra. Đó, mình sẽ lấy ra ha. Sau đó mình hít sát vô mặt lưng của điện thoại mình, mặt lưng của iPad hoặc là điện thoại của mình nha. Như vậy nha anh em. Đấy. Rồi anh em hãy cố gắng anh em đẩy hết không khí trong này ra nhé.
Đấy, không thấy ra y như anh em dán vào điện thoại vậy đó. Đấy, ở đây mình dán mà trên ngay cái logo táo cho nó hơi lồi lõm xí à, nhưng mà không sao đâu anh em ạ, vẫn chắc chắn là được, miễn là không khí không lọt vô để làm rớt cái miếng dán này nhá. Xung quanh cái viền á, anh em chú ý cái viền này nè, không để không khí lọt vô. Còn bên trong thì nó hơi bong bóng xíu, không sao đâu, nó hơi xấu thôi. Thì khi mà anh em dán như vậy xong á, thì coi như là anh em đã mất một lần dán rồi đó, anh em sẽ mất một cái miếng trắng này rồi. Và khi mà anh em muốn thử thiết bị á, thì chỉ còn là một miếng này thôi, một miếng này thôi ha. Đó, thì những thiết bị khác anh em cũng làm tương tự luôn, mình dán cái miếng này lên trước để không khí ra cho nó dính chặt lên mặt lưng của điện thoại hay bát là ok. Anh em lưu ý nha, luôn phải miếng trắng này trước, sau đó mới tới miếng đen nhé. Nếu như anh em mà muốn đổi nhiều thiết bị, chẳng hạn như 3-4 cái á, thì anh em cũng hoàn toàn có thể ra tiệm đề can, tiệm đề can á, dán xe máy đồ á, anh em hoàn toàn có thể mua một cái miếng đề can như thế này, mình về mình dán ở mặt lưng của điện thoại hay iPad cũng được, và nó cũng hoàn toàn có thể sử dụng được với cái miếng kim loại của Mebo 601 luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc cái miếng bảo vệ mặt keo này, đây, em lột ra, đó như vậy ha, lột như vậy ha. Đây là keo nha anh em, nếu như anh em mà in thẳng keo lên mặt lưng á, nó sẽ rất khó để lấy ra, rất khó để tháo ra và gần như là hư luôn keo này. Còn khi mà anh em in lên cái phần đề can này nè, đề can trắng là anh em dán trước á, thì anh em có thể nhấc cái miếng này ra rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ in lên nha. Rồi mình sẽ in lên như vậy ha. Đấy. Rồi anh em sẽ giữ tay ở đây khoảng 30 giây, giữ cho chắc nha, giữ cho nó keo nó hít vô cái phần đề can á, giữ khoảng đều khoảng 30 giây. Còn nếu như mà anh em mà in vô xong anh em in luôn qua tản nhiệt lên á, thì nó sẽ dễ bị rớt nha. Mình có đè chặt xuống trong khoảng 30 giây nha anh em. Đè chặt xuống. Rồi, khi mà chắc chắn ok, cảm thấy nó không có bị lung lay nữa, thì anh em hoàn toàn có thể bây giờ mình sử dụng cái Z01 được rất đơn giản rồi. Bằng cách nào thì đây. Đấy, anh em thấy ha. Đấy, rất chắc chắn và rất ngon lành nhé. Đây anh em coi, lắc cỡ mấy thì nó cũng không rớt này. Đó, anh em thấy ha. Đấy, cực kỳ ngon lành đúng không? Và cái phần tiết diện tiếp xúc của nó cũng rất là lớn, nó lớn hơn DL05 khoảng 10%, cho nên cái hiệu năng tản nhiệt thì anh em không phải lo. Và cái việc tản nhiệt nó bị cắt bởi một miếng kim loại và một miếng silicone đề can á, thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới vấn đề tản nhiệt cả, bởi vì hai cái miếng đó hạ thiết kế rất là mỏng, anh em thấy ha, thiết kế cực kỳ mỏng, cho nên là cái phần lạnh á, nó sẽ truyền ngay được xuống mặt lưng của điện thoại hay iPad của anh em, nên không phải lo về hiệu năng tản nhiệt nhé. Rồi, anh em có thể chỉnh cái phần cổng sạc này nó xoay cái chiều đúng cái chiều của anh em ưa thích, tức là ví dụ như em cầm iPad hướng này á, thì mình sẽ xoay cái chiều cổng sạc xuống dưới để cái dây nó tụt xuống dưới cho nó gọn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm điện cho em Z01 này để cho anh em thấy khi nó hoạt động nhé. Ok, hiện tại mình đã cắm điện cho em Z01 này rồi, em có thể thấy là chiếc quạt chúng ta đã hoạt động rất là êm, hoàn toàn không có tiếng gió, và cái phần mà mặt lưng á lạnh khá là nhanh, cái phần sát viền này lạnh khá là nhanh. Ở đây thì mình sử dụng iPad cho nên nó sẽ không có phần mềm đo nhiệt độ, cho nên mình sẽ không cho anh em thấy được cái hiệu năng tản nhiệt, thì mình sẽ hẹn anh em trong một video tiếp theo để mình cho anh em thấy cái hiệu năng tản nhiệt. Nhưng theo hãng công bố á, thì hiệu năng tản nhiệt của em này hoàn toàn tương tự như DL05. Nếu như anh em sử dụng những củ sạc có công suất lớn á, thì hiệu năng tản nhiệt nó sẽ càng lúc càng mạnh nữa, và giúp cho iPad hoặc là điện thoại của anh em luôn luôn mát và không bao giờ bị giật lắc khi mà gaming. Đây, em có thấy là cái phần tiết nhiệt tiếp xúc á, nó cũng khá là lớn, nó không phải quá nhỏ. Khi mà anh em sử dụng cho những chiếc iPad mà mạnh này hay là quá lớn á, thì em cũng phải không phải lo cái việc mà tản nhiệt nó yếu. Và khi mà anh em đặt trên những cái mặt lưng của iPad á, thì em để ý nha, iPad nó sẽ có vị trí của con chip, ví dụ như chip A12, A10, A11 chẳng hạn đó, anh em nên trực tiếp lên vị trí của con chip luôn. Ví dụ như ở đây mình có chiếc iPad lên 6 á, thì cái con chip A10X của mình á, nó nằm ở khoảng phía trên một xíu so với logo, thì mình in ở đây á là khá là ok, và sẽ giúp cho con chip nó hoạt động không bị tản nhiệt quá nhiều, và nó sẽ không lan nóng ra cả mặt lưng của iPad. Đấy, mình thấy là cái phần này nó khá là mát rồi đó anh em ạ. À, gió tản ra cũng rất là ok. Anh em có thể thấy là đèn RGB rất đẹp nha. Đây, đèn RGB cực kỳ ngầu và đẹp nè. Ok, và với thiết kế như thế này thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng ở trên được mọi thiết bị luôn, bất kể những dòng điện thoại, máy tính bảng nào, anh em cũng hoàn toàn có thể sử dụng em Mebo 601 này. Chỉ có nhược điểm là anh em phải gắn một cái miếng màu đen lên, là miếng kim loại lên thôi. Đó, còn lại thì rất là ngon nghẽ. Anh em thấy quả tản nhiệt mà khi mà lên hình thì nó cũng khá là lớn đúng không? Đấy,
nhìn rất là ngầu. Ok, nếu mà cầm nó mặt lưng nó sẽ như thế này ha. Đó, rất đẹp nha anh em. Đấy, chơi game sẽ như thế này. Đó. Ok, thì video vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là review cho anh em về mẫu quạt Memo Z01, một quạt sử dụng nam châm và công nghệ sò nóng lạnh để tản nhiệt cho những mẫu điện thoại hoặc là iPad. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng cho tất cả mọi loại thiết bị luôn. Thì khi mà anh em chơi game xong và không sử dụng nữa thì việc đơn giản của anh em chỉ là nhấc cái quạt tản nhiệt ra thôi. Đây. Và vậy là xong, anh em hoàn toàn có thể rút điện ra. Mặt lưng khá lạnh anh em, lạnh ngắt luôn á. Lạnh như đông đá vậy. Rồi, đấy. Nó hoàn toàn đã ngắt và mình sẽ cất đi. Còn cái miếng kim loại này nè thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới việc anh em sử dụng điện thoại hay là iPad, mà khi mình có ốp lưng cả nó không cấn kiết gì cả. Anh em hoàn toàn có thể ốp lại ốp lưng vô điện thoại hoặc là iPad và sử dụng bình thường. Còn nếu như anh em mà muốn đổi thiết bị á thì nó có thể để ý cho mình ở đây. Nó sẽ có cái phần đề ca này bên dưới này, anh em thấy này, phần đề ca trắng trắng này. Thì em sẽ dùng cái ngón tay, cái móng tay á hoặc là cái vật gì nhỏ nhỏ để em bậy cái phần đề ca lên để cho không khí lọt vào á, giống như là khi mà anh em tháo miếng dán màn hình hoặc là tháo cường lực cũng vậy. Để cho không khí lọt vào thì cái miếng dán bên dưới, đề ca bên dưới nó sẽ tự bung ra. Ok, thì hiện tại mình đã tháo rồi cái miếng này ra rồi này anh em nè. Đây. Nó hoàn toàn không có một cái vết chảy xước gì ở trên mặt lưng của điện thoại hay iPad của em hết. Và chúng ta sẽ có cái dạng như thế này. Đó. Và nếu như anh em muốn sử dụng trên thiết bị khác á, thì anh em đơn giản là bê cả miếng này ịt lên mặt lưng của điện thoại hoặc là iPad khác thôi. Nó cũng sẽ dính rất là chắc. Nhưng mà nếu như anh em muốn dính chắc ăn nhất á, thì anh em sẽ dùng luôn cái miếng đề can còn lại. Tháo cái miếng đề can cũ đi. Đó. Và anh em dán thiết bị mới ha. Nói chung là hãng đã hỗ trợ cho anh em khá là nhiều trong việc mình đổi thiết bị và sử dụng qua lại những thiết bị khác nhau, không phải bắt buộc anh em dán cố định lên một thứ đúng không nào. Ok, thì đó là toàn bộ những gì mình chia sẻ về em Memo Z01 này. Anh em mà ở Hồ Chí Minh hoặc là Cần Thơ á, thì hoàn toàn có thể ghé trực tiếp tới ba chi nhánh của Linh Kiện Store hoặc là liên hệ trực tiếp với số hotline mình để phía dưới để có thể được tư vấn chi tiết và cũng như được trải nghiệm sản phẩm quạt tản nhiệt sử dụng nam châm và sò ống lạnh này nha anh em. Ok, rồi mình sẽ dừng video tại đây. Và anh em đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store Channel nhé. Xin chào tạm biệt.